Chào các em, chào mừng các em đến với bài review giới thiệu về khóa học IT cơ bản Kihon IT Course Gosokai. Thì đây là cái khóa học gì và hướng đến đối tượng nào? Đây là cái khóa học IT cơ bản nhất, tức là dành cho cái người mà non IT, chưa biết gì về IT. Đấy, có những cái viên gạch đầu tiên, có những cái bước đi đầu tiên để bước chân vào thế giới IT, bước chân vào công ty IT và những cái hiểu biết đầu tiên nhất. Thì chị nhắc lại một chút là chị hướng đến đối tượng là các bạn non IT muốn vào công ty IT làm việc như một communicator hay là một QC tester. Thì tuy nhiên là vì cái slide bài giảng chủ yếu là tiếng Nhật cho nên là hướng đối tượng là dành đến các bạn communicator vẫn là chính hơn. Rồi, vậy các bạn communicator cụ thể là những bạn như thế nào thì sẽ phù hợp với khóa học này? Tất cả những bạn đã nghiêm túc đi theo con đường IT Computer. Ở đây chị nói là những bạn đã xác định nghiêm túc đi theo con đường IT Computer nhé. Bởi vì có rất là nhiều bạn muốn chuyển nghề chẳng hạn, đang làm một cái ngành nghề khác và muốn chuyển sang ngành nghề này. Hoặc là có một số bạn mới ra trường cũng đang băn khoăn là không biết chọn ngành nghề nào cho nó phù hợp. Đấy, thì là những cái bạn còn băn khoăn như vậy thì học cái khóa học này nó cũng khá là nhiều kiến thức sâu ở bên trong. Nếu mà các bạn mà chỉ băn khoăn rằng là có nên đi theo hay không thì lại phải học những kiến thức sâu ở bên trong nữa thì nó cũng hơi lãng phí. Mà các em học những khóa học mà nó nông hơn một chút thì giới thiệu qua những cái bài học tổng quan, tức là nó chỉ gồm tầm 1/3 nội dung của khóa này thôi, thì phù hợp với lại các em học thêm về các cái tập dịch ấy, tập dịch các cái tài liệu trong cái ngành công nghệ phần mềm này thì nó sẽ phù hợp hơn. Thì cái khóa này thì có lớp của chị Hồng đang tổ chức, thì chị cũng có tham gia vào một nửa thời gian khóa học, thì cái khóa học đấy phù hợp với các em hơn. Còn bạn nào mặc dù cũng là đối tượng muốn chuyển ngành và mới bắt đầu tốt nghiệp nhưng đã xác định là tôi sẽ đi theo con đường này thì chị sắc ghét là nên học khóa học này, bởi vì là nó sẽ có những bài đi sâu hơn, rất là nhiều, đi sâu hơn về cấu trúc, tổng quan cấu trúc của một cái dự án IT này, rồi là sâu hơn cả về cấu trúc của một dự án này, rồi database đấy, thì là nó sẽ đi sâu hơn rất là nhiều. Đấy là những bạn đã xác định nghiêm túc đi theo con đường IT Computer. Rồi tất cả những bạn đang làm intern này, làm chính thức ở công ty IT Computer nhưng chưa có kiến thức về IT mà chủ yếu là dịch theo thói quen dùng từ. Đấy, thì tóm lại là các bạn đã làm rồi, thế nhưng mà các bạn đã đạt được mục đích là mình đỗ vào công ty IT rồi, dù là làm intern hay làm chính thức. Thế nhưng mà các bạn không có kiến thức mà dịch theo kiểu rằng là có một cái list các từ vựng chuyên ngành, rồi là mình dịch rồi là vướng cái từ nào mà là từ chuyên ngành thì mình refer tham khảo đến cái list đấy rồi dịch sang thôi. Tức là dịch theo kiểu thói quen và làm nhiều năm thì có kinh nghiệm thôi. Thì là những cái bạn đấy cũng vẫn thiếu cái kiến thức base về IT, thì là càng phải học để cho cái bản dịch của mình nó tốt hơn và những cái gì mình dịch thì mình cũng sẽ hiểu rõ hơn. Tiếp theo là tất cả các bạn IT Computer, kể cả đã đạt đến mức senior IT Computer nhưng thiếu kiến thức cơ bản để có thể vươn lên các vị trí cao hơn, kể cả những bạn làm 5, 7, 10 năm nhưng mà dịch như kiểu thói quen đấy, vào một vài đoạn đấy dịch quen rồi là biết dịch chỗ đấy có thể dịch tốt rồi, thế nhưng vẫn không hiểu bản chất. Mà không hiểu bản chất thì không thể làm độc lập được, không thể là có những cái nội dung mình hiểu rồi mình có thể tự tin tóm tắt, tự tin và thậm chí có thể tự tin trả lời khách hàng được. Thì và các bạn cũng đơn thuần mãi vẫn là cái người chuyển ngữ thôi, thì là cũng cái việc mà mình phát triển cái con đường career của mình nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Tiếp theo là các bạn muốn thi đỗ vào công ty IT và đi mức lương ở mức khá nhờ vào khả năng hiểu biết về IT trong khóa học, thì rõ ràng rằng là nếu mà tiếng Nhật của các em tốt, đảm bảo được là đủ yêu cầu mà vị trí công ty muốn tuyển, mà các em lại còn có thêm cái kiến thức IT, hiểu biết thêm về kiến thức IT, thì là khi mà em phỏng vấn rõ ràng các em sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều trong cái một lúc đi lương. Bởi vì làm sao họ là biết rằng là em có khả năng học được IT và có khả năng hiểu được kiến thức IT, kiến thức về mặt tự nhiên chứ không thuần là người là chỉ hiểu về mặt ngôn ngữ. Khi đi lương các em cũng sẽ dễ dàng đi được mức lương cao hơn so với mặt bằng chung của cái tầm junior mới vào. Đấy là những cái đối tượng mà chị nghĩ rằng là cái khóa học này có thể hỗ trợ các em và mang lại cho các em những điều lợi ích nhất định mà khi các em học được khóa học này xong và lĩnh hội được kiến thức của khóa này.
Tiếp theo là chị sẽ xin giới thiệu với các em là học thì định hướng được lên làm Bridge Daddy và BA có được không? Thì các em biết rằng là muốn lên bất cứ cái gì hoặc muốn học bất cứ cái gì lên giỏi bao giờ chúng ta cũng phải bắt đầu từ cái căn bản đúng không nhỉ? Thế cho nên là cái khóa học này chưa thể làm cho các em lên được Bridge Daddy hay lên là làm được Business Analytics. Thế nhưng mà nếu mà không có cái bước cơ bản này thì những con đường tiếp theo của các em sẽ rất là khó khăn. Trước khi lên làm Bridge hay làm một Business Analytics thì các em cần phải là làm tốt cái công việc của một Communicator, hiểu những cái gì mình làm cái đã. Để mà lên được Bridge ID và BA thì các, ngoài cái khóa học này thì các em cần phải học, hiểu sâu hơn về database. Đấy thì sẽ có những cái khóa học sâu hơn dần dần để giới thiệu cho các em, để các em có thể nâng cao level dần dần. Hoặc là ngoài ra thì các em cần phải tư duy về logic. Tư duy về logic thì cái này nó có hai khía cạnh. Thì khía cạnh thứ nhất là rèn luyện các em qua các cái dự án mà các em đã làm qua. Có thể là rèn luyện bằng cách là các em tham gia trực tiếp vào dự án, hoặc là có thể rèn luyện bằng cách là các em có thể tham gia những cái khóa học mà hỗ trợ các em cùng phân tích về những cái đoạn spec mà nó thường hay gặp ở rất nhiều dự án khác nhau. Thì các em có thể rèn luyện qua bằng hai cách như vậy. Thì với cái khóa học đầu tiên là những viên gạch đầu tiên này, chị chia làm toàn bộ khóa học thành 6 phần. Đấy. Và chị nhấn mạnh rằng là tất cả các phần hoặc là từng bài học đều là sự kết nối từ bài này sang bài kia. Có nghĩa là phải có bài này trước mới có bài sau, và phải học bài này trước thì bài sau mới hiểu. Thế cho nên là nếu mà các em tham gia học thì các em chú ý là học lần lượt giúp chị lần lượt, bởi vì chị đã rất là dày công để sắp xếp các cái bước nó đúng trình tự để cho các em có thể lĩnh hội kiến thức được một cách dễ dàng nhất. Với 9 video này của phần hardware software, chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ sang phần là thiết kế, tài liệu thiết kế cơ bản gồm có 6 bài giảng. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang phần database gồm có 8 bài giảng. Tiếp theo là phần server và client 6 bài giảng. Tiếp theo là các cái ứng dụng, ví dụ thực tế, một cái bài toán thực tế, một dự án thực tế gồm có 4 bài giảng. Phân tích áp dụng tất cả những kiến thức ở phía trước để phân tích về cái ví dụ thực tế này. Tiếp theo là cái kiến thức cuối cùng là về test, cơ bản về test. Rồi bây giờ chị sẽ giới thiệu sâu về từng cái phần một nhé. Ví dụ như là với cái phần một là hardware software thì chị sẽ chia thành thứ nhất là giới thiệu với các em về hardware. Thì tại sao là các em sẽ là vào công ty phần mềm làm mà lại phải biết qua phần cứng? Bởi vì phần cứng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái nền tảng của phần mềm, cái tốc độ chạy ứng dụng phần mềm. Cho nên là không phải học sâu về phần cứng, mà chị sẽ chỉ giảng qua về cấu trúc của một chiếc máy tính thông thường và những cái bộ phận nào của máy tính mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tốc độ của phần mềm, để chúng ta đưa ra phân tích và làm sao hỗ trợ cho công việc của chúng ta. Tiếp theo là đặt lên phần cứng sẽ là phần mềm đúng không? Và phần mềm này thì có những loại phần mềm như thế nào? Thì xác định cái loại phần mềm là web hay là mobile app hay là desktop app, là loại gì đã đúng không nhỉ? Xác định xong loại phần mềm rồi thì chúng ta cần phải biết là cách thức để triển khai như thế nào để có một cái phần mềm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Sau khi xác định được là loại phần mềm mà mình định làm cho khách hàng là gì, để mình lập một cái team tương ứng để phát triển, thì chúng ta cũng sẽ phải xác định là cái mô hình để triển khai cái dự án này như thế nào để làm sao cái dự án này thành công, đúng không nhỉ? Thì rõ ràng rằng là từng bài một nó sẽ là từng bước đi một, từ bên ngoài vào bên trong cho đến khi nào hoàn thiện thành một cái sản phẩm hoàn hảo, hoàn chỉnh và làm sao có một chất lượng tốt nhất để cung cấp cho khách hàng. Thì đây là cái chương một mà chị giới thiệu cho các em. Tiếp theo là sang chương 2, thì sau khi chúng ta đã xác định được là cái loại phần mềm là gì, xác định được phương thức để triển khai nó là gì, thì bắt đầu chúng ta phải đi triển khai đúng không? Và triển khai một phần mềm thì lại gồm các cái bước như thế nào thì cũng sẽ được giới thiệu ở cái chương 2 này. Và các cái bước trong tất cả các bước đấy thì là bước nào là quan trọng nhất, và những cái bước quan trọng đấy thì nó sẽ cần thiết phải có những cái tài liệu nào được tạo ra. Rồi tiếp theo, sau khi mà chúng ta có các loại tài liệu thiết kế rồi thì chúng ta bắt đầu triển khai để làm, đúng không nhỉ? Và làm thì chúng ta sẽ phải có liên quan đến database. Đấy, và database là cái gì? Làm thế nào để đọc được các tài liệu database, được chưa nhỉ?
Và những cái ví dụ rất là cụ thể là database dữ liệu này thì được lưu ở đâu, dữ liệu kia được lưu ở đâu, là rất, những ví dụ rất cụ thể được giới thiệu ở trong các cái bài giảng. Không chỉ cái phần 3 database này đâu nhé, mà toàn bộ các bài giảng, các cái phần của bài giảng chị đều đưa ra những cái ví dụ mà rất là chi tiết cụ thể để cho các em hiểu bài nó dễ hơn. Thì đấy là cái cách mà giúp các em là tiếp cận cái dự án này, tiếp cận cái khóa học này nó nhẹ nhàng hơn. Rồi tiếp theo là về các cái cấu trúc về server và client. Đấy, về cái cấu trúc server và client đấy thì nó gồm có những cái mục như thế nào: server, client, front end, back end, rồi là khi mà làm xong dự án thì triển khai dự án như thế nào, ghép sụp cốt của tất cả các bạn với nhau như thế nào, các cái môi trường để mình đưa lên để thực hiện kiểm tra trước khi mà mình bàn giao cho khách hàng như thế nào, rồi là mình bàn giao ra làm sao, và các Q&A cụ thể đấy, các cái ví dụ cụ thể, các Q&A cụ thể để giải đáp những cái thắc mắc của các em mà chị tập hợp ở rất là nhiều các bạn trong cái quá trình mà chị dạy học trực tiếp. Phân tích cấu trúc của server và client của từng loại phần mềm một, rồi là các kiến thức như là MPA và SPA, bây giờ nghe không thì chứ không hiểu đâu, các em phải học vào cơ. Rồi là các cái check về validation và message ở trên màn hình như thế nào. Rồi là tiếp theo đến cái phần 5 này là phần quan trọng nhất này, áp dụng tất cả những kiến thức mình học này vào một cái dự án thực tế. Đấy, từ cái tài liệu dự án thực tế là chị sẽ dạy các em đọc tất cả những cái tài liệu liên quan đến phần database lúc trước này, liên quan đến cái phần thiết kế lúc trước này, rồi liên quan đến tất cả những cái phần lưu trữ, rồi là các cái kiến thức ngoài khác như là session chẳng hạn. Đấy, và tất cả là sẽ được diễn ra thành một luồng như thế nào, thì ở cái phần 5 rất là quan trọng, tổng hợp kiến thức đã học từ 4 phần trước để chúng ta ứng dụng vào một cái ví dụ thực tế, một cái dự án thực tế, một cái chức năng trong dự án thực tế thôi nhé, chứ không phải hoàn toàn. Thì đấy là cái mục đích mà chị đưa ra cái phần 5 này. Rồi tiếp theo là sau khi hoàn thiện dự án thì chúng ta phải thực hiện là kiểm tra dự án đấy, người ta gọi là test tổ, tức là người gọi là kiểm thử để xem là cái dự án đấy chạy đã đúng chưa, và những cái khái niệm cơ bản về kiểm thử, các loại kiểm thử như nào, và cũng giống như những phần trước sẽ đưa ra một cái tài liệu kiểm thử cụ thể và phân tích một cái tài liệu kiểm thử cụ thể để cho các em nhìn thấy một cái tài liệu thực tế như thế nào, và hiểu được là cái tài liệu thực tế đấy nó gồm cấu tạo những phần nào. Như vậy là chúng ta đã đi qua 6 chương, giới thiệu qua về 6 chương của cái khóa học này. Với 6 cái chương này các em có thể tham gia vào một cái dự án với cái kích thước là tầm trung, và các em có thể đọc tài liệu của dự án, hiểu được các cái luồng ở trong tài liệu dự án đấy, không những làm tốt được vai trò của IT counter mà thậm chí là các em cũng có thể hiểu được dự án và có thể làm sao nhỉ, đặt những cái câu hỏi đối với khách hàng khi mà mình cảm thấy đọc phần này phần kia mình chưa thấy hiểu, hoặc là hiểu được những cái nội dung mà QC dev trao đổi với nhau và muốn hỏi khách hàng, và mình là người dịch những cái câu hỏi đấy. Đấy là cái goal, cái kết quả cuối cùng của cái khóa học này các em có thể đạt được. Nếu mà đã vào công ty của mình thì áp dụng cái kiến thức đấy vào thực tế, thử mapping cái kiến thức mình học vào thực tế nó tương đương với nhau như nào. Tức là phải có sự đào sâu như vậy thì nó mới đem lại cái hiệu quả tối đa nhất cho các em nhé. Bạn nào mà làm được là học nghiêm túc, nghe nhiều lần, áp dụng mapping vào thực tế của mình đang làm là như thế nào, đúc kết ra bài học, thì chắc chắn là cái hiệu quả tối đa mà cái khóa học này mang lại cho các em nó không hề nhỏ đâu. Mong rằng là nếu mà các em đã đăng ký khóa học thì chị luôn luôn mong muốn rằng là các em sẽ đạt được hiệu quả tối đa nhất của khóa học, để có thể phần nào đấy hỗ trợ được các em trong quá trình mà các em career up, trong cái con đường career path của các em để đi lên những cái vị trí cao hơn với những cái mức lương tương xứng hơn các em nhé.